Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 25 với việc cho ý kiến vào kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các đơn vị sự nghiệp công lập tập trung vào đánh giá kết quả đạt được, hạn chế khó khăn vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nội dung giám sát bao gồm 3 nhóm chính, đó là việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới, về sắp xếp tổ chức lại, quản lý biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh năng lực quản trị, hoàn thiện cơ chế tài chính, trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Phạm vi giám sát rất rộng, tất cả các cơ quan đảng, cả hệ thống chính trị, như vậy là các cơ quan đảng này, chính phủ này, tòa hệ thống hành chính này, hệ thống tư pháp này, thế rồi là mặt 6 tổ chức chính trị xã hội. Đây chúng tôi mới dự kiến là sẽ đi khoảng độ tối đa là 12 bộ. Thì chúng tôi xác định là sẽ đến 2 nơi. Một là những nơi rất nổi tiếng, người ta làm được tốt thì xem người ta làm thế nào để nhân rộng. Hai là đến những nơi mà làm kém, xem vì sao kém như vậy để mà khắc phục. Thế còn các bộ thì dự kiến chúng tôi sẽ làm việc khoảng độ 9-10 bộ gì đó. Đồng tình với nhận định đây là chuyên đề giám sát rất rộng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, nhiều nơi, mô hình khác nhau, địa vị pháp lý và quyền hạn khác nhau, nên quá trình giám sát thống kê đánh giá là một vấn đề không dễ. Việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập là một trọng tâm. Rồi đánh giá đúng cái này. Rồi mình sắp xếp nó có nhiều cái nó cơ học, nó không chỉ làm cho mạnh lên mà nó làm cho yếu đi. Có tình trạng này không? Cái nội dung thứ hai đó là việc hoàn thiện cơ chế chính sách tự chủ và tài chính. Tôi vẫn có cái cảm giác là từ cái câu chuyện chúng ta chọn cái đột phá là tự chủ tài chính, nó đã gây ra cái vướng rất nhiều cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Bó tay bó chân anh em. Đại diện chính phủ có mặt tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin rằng sau cuộc giám sát sẽ giúp cải thiện hiệu quả hơn việc thực hiện đổi mới sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Chính phủ cam kết sẽ có báo cáo đầy đủ cho chương trình đoàn giám sát và xin gia hạn báo cáo đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị qua giám sát cần làm rõ những sơ hở, sai sót để thấy liệu có nguy cơ xảy ra tham nhũng chính sách tiêu cực hay không, làm rõ tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây cản trở sự nghiệp chung, gắn giám sát với công tác ra soát văn bản quy phạm pháp luật, tránh khuynh hướng vướng và đổ cho luật. Kiến nghị của đoàn giám sát là phải tạo được đột phá cho quá trình đổi mới sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.